giác hơi dùng lửa là cách thức trị bệnh cổ truyền trong dân gian. Tuy nhiên, phương pháp này có nhiều khuyết điểm như dễ bỏng, thao tác khó, dễ lây lan các bệnh truyền nhiễm. Xuất phát từ ý tưởng ban đầu tạo ra sản phẩm khắc phục các nhược điểm đó, Duy Thành đã cho ra đời bộ dụng cụ giác hơi không dùng lửa. Đây là dòng sản phẩm độc đáo, thể hiện sức sáng tạo và đổi mới không ngừng của doanh nghiệp. Thành lập từ năm 1993, ban đầu Duy Thành chỉ là một cơ sở sản xuất nhựa nhỏ. Ý thức được tác dụng của y học cổ truyền với sức khỏe con người, Duy Thành chú trọng vào dòng sản phẩm nhựa chăm sóc sức khỏe. Đây là hướng đi mới của doanh nghiệp Việt Nam vì mặt hàng nhựa chăm sóc sức khỏe trước đây chủ yếu do các công ty nước ngoài sản xuất. Sản phẩm nhựa chăm sóc sức khỏe của Duy Thành góp phần làm hiện đại hóa ngành y học cổ truyền dân tộc. Ba tôi là người rất là thích giác hơi. Khi mà sử dụng cái sản phẩm giác hơi truyền thống thì ông nhận thấy rằng nó có những cái nhược điểm. Từ đó ông đã xuất hiện cái ý tưởng là sản xuất ra sản phẩm ống giác hơi không dùng lửa Duy Thành. Chúng tôi cũng đã được người tiêu dùng tin tưởng, chấp nhận và sản phẩm của chúng tôi hiện đang có mặt tại các hệ thống nhà thuốc, dụng cụ y khoa và siêu thị trong khắp cả nước. Để cho ra đời dòng sản phẩm nhựa chăm sóc sức khỏe, Duy Thành đã không ngại đầu tư máy móc kỹ thuật hiện đại với các công nghệ sản xuất của Nhật Bản, Đài Loan. Để cách tân sản phẩm, công ty đã cải tiến từ nguồn nguyên liệu đến khuôn mẫu để sản phẩm có chất lượng tốt hơn, đẹp hơn. Duy Thành đã đầu tư dàn máy móc thiết bị hiện đại để chủ động trong việc tạo ra sản phẩm mới. Bên cạnh đó thì công ty cũng thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao tay nghề cho nhân viên kỹ thuật, cập nhật những cái thông tin phần mềm chuyển giao công nghệ từ nước ngoài, đổi mới công nghệ và nguồn nhân lực chính là để phục vụ cho sự phát triển bền vững của Duy Thành. Kể từ năm 1995, Duy Thành mở rộng sản xuất sản phẩm nhựa gia dụng. Các sản phẩm nhựa gia dụng của công ty nhận được phản ứng tốt từ người tiêu dùng. Bên cạnh đó, công ty còn chủ trương không ngừng cải tiến để mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Mục tiêu của Duy Thành là đa dạng chủng loại sản phẩm để phục vụ người dân rộng rãi hơn. Năm 1995, Duy Thành quyết định là ra đời dòng sản phẩm nhựa gia dụng. Mặc dù có rất nhiều nhà sản xuất tập trung vào lĩnh vực này, nhưng Duy Thành chú trọng tập trung vào con người, thiết bị và công nghệ để tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt, giá cả hợp lý, kiểu dáng đẹp, đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Ngày nay, Duy Thành liên tục mở rộng mạng lưới phân phối từ thành thị đến nông thôn. Sản phẩm của Duy Thành đã vượt khỏi biên giới Việt Nam. Thị trường quốc tế của công ty đang dần hình thành trong những năm gần đây. Đứng trước khó khăn của ngành nhựa nói chung, doanh nghiệp ngành nhựa phải đổi mới công nghệ và quản trị để có thể tiếp tục tồn tại và phát triển. Trong đó, nhựa Duy Thành đã vượt qua khủng hoảng, vươn lên phát triển nhờ những sáng kiến trong việc đổi mới công nghệ cho ra đời sản phẩm mới của mình.